Cột bỏ chị dạn ra sau sinh phản mở của Mỹ. Sau khi sinh, có đến trên 70% chị em phụ nữ phải đối mặt với chứng dạn da do quá trình tăng cân khi mang thai. Những vết dạn này đã khiến chị em vô cùng lo lắng và mất đi sự tự tin đối với ngoại hình của mình. Trong khi đó, các loại kem chữa trị dạn da bụng sau sinh hay các liệu pháp điều trị dạn da bụng sau sinh tại các thẩm mỹ viện, spa lại khá tốn kém. Những nguyên nhân phổ biến gây nên hiện tượng dạn da sau sinh ở các mẹ: 1. Tăng cân quá nhanh dẫn đến tình trạng dạn da ở phụ nữ mang thai. Nguyên nhân hàng đầu khiến phụ nữ bị dạn da sau sinh đó là do trọng lượng cơ thể tăng lên nhanh chóng khi mang thai. Điều này khiến da không kịp giãn, các sợi collagen và hệ lạt tỉn dưới da bị đứt gãy khiến da bị dạn. Những vết dạn da ban đầu thường có màu hồng nhạt, báo hiệu các mạch máu đang bị đứt và tổn thương dưới da. Các vết dạn da sẽ từ từ sâu dần và bắt đầu sẫm màu hơn, trở thành các đường sọc đỏ, tím đỏ. Da rẻ khi ấy sẽ không còn mịn màng như trước. Về sau, chúng sẽ nhạt dần và hình thành các sẹo màu trắng. 2. Thay đổi nội tiết tố sau sinh cũng là nguyên nhân gây dạn da. Dạn da sau sinh còn có thể xảy ra do sự thay đổi của nội tiết tố. Cơ thể người mẹ sau khi vượt cạn phải trải qua rất nhiều tổn thương. Những căng thẳng, thay đổi nội tiết tố sẽ ảnh hưởng đến làn da của người mẹ. Các hormone của cơ thể thay đổi quá nhanh khiến cho các tế bào da không kịp thích ứng, khiến da bị dạn nứt và để lại sẹo. 3. Dạn da sau sinh do cơ địa. Ngoài hai nguyên nhân kể trên, dạn da sau sinh còn do cơ địa của mỗi mẹ. Cơ địa da của mỗi người là khác nhau. Với các mẹ có làn da ít đàn hồi và co giãn, da sẽ dễ bị nứt khi trọng lượng cơ thể tăng quá nhanh trong thai kỳ. Tình trạng này thường do di truyền. Bên cạnh đó, những chị em sở hữu làn da khô sẽ dễ bị dạn da đeo bám hơn bởi da khô sẽ ít độ đàn hồi hơn những loại da khác. Thế nên các mẹ nên cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể để cải thiện tình trạng da của mình. Cách trị dạn da bằng những nguyên liệu từ thiên nhiên. Cách trị dạn da bằng những phương pháp tự nhiên được các mẹ bầu rất chú trọng. Nguyên nhân là trong thai kỳ hay trong giai đoạn cho con bú, các mẹ muốn hạn chế lượng hóa chất có hại tối đa để đảm bảo cho sức khỏe của con trẻ. Vậy, các mẹ đã biết cách trị dạn da bằng những nguyên liệu tự nhiên an toàn mà hiệu quả chưa? Một massage bằng các loại dầu, tinh dầu, vitamin giúp trị dạn da hiệu quả. Trị dạn da bằng các loại dầu và vitamin được các mẹ bầu tin dùng vì tính an toàn, tự nhiên và hiệu quả. Các loại dầu thường được các mẹ sử dụng là dầu dừa, dầu ô liu, dầu bơ hay vitamin E. Khi massage vùng bụng bằng các loại dầu trên, làn da của chị em sẽ được cấp ẩm, giúp tẩy đi các tế bào da chết, cải thiện tuần hoàn máu trên da, từ đó làm mở các vết dạn. Đây là giải pháp trị dạn da được nhiều mẹ ưu tiên, an toàn đối với cả mẹ bầu và phụ nữ sau khi sinh. 2. Sử dụng lòng trắng trứng gà để làm mở các vết dạn da. Các mẹ đã nghe qua cách chữa dạn da sau sinh bằng lòng trắng trứng gà chưa? Trong lòng trắng trứng gà có rất nhiều dưỡng chất tốt cho da. Lòng trắng trứng gà có khả năng lấy đi các tế bào chết một cách dịu nhẹ, xóa mở các vết dạn hiệu quả. Để xóa vết dạn sau sinh với lòng trắng trứng gà, các mẹ có thể đánh đều lòng trắng hai quả trứng, dùng cọ bôi một lớp dày lên vùng da bị dạn, đợi khô rồi rửa sạch bằng nước. Sau đó, các mẹ có thể bôi thêm một chút dầu ô liu lên vùng da đó để dưỡng ẩm. Bên cạnh đó, chúng ta có thể sử dụng hỗn hợp trứng gà với nước cốt chanh để massage vùng da bị dạn. Thực hiện đều đặn, chỉ sau 2-3 tuần, làn da của các mẹ sẽ đẹp lên trông thấy đấy. 3. Trị dạn da sau sinh bằng hỗn hợp chanh tươi và sữa tươi. Sử dụng hỗn hợp chanh và sữa tươi cũng là cách chữa dạn da sau sinh hiệu quả. Hỗn hợp này sẽ giúp các bạn tẩy tế bào chết, giúp da trắng hồng, mở đi những vết thâm sạm và cải thiện vùng da bị dạn. Bạn chỉ cần trộn hỗn hợp chanh và sữa tươi theo tỷ lệ 1 năm rồi sử dụng hỗn hợp massage vùng da bị dạn mỗi ngày. Kiên trì thực hiện, chỉ sau 1 tháng, các mẹ sẽ lấy lại được làn da hoàn hảo như xưa đấy. Sử dụng dụng cụm bỏ trị dạn da sau sinh phản mở của Mỹ là cách trị dạn an toàn và hiệu quả trong các loại kem trị dạn da trên thị trường hiện nay. Dòng sản phẩm trị dạn phản mở với xuất xứ từ Mỹ luôn được các mẹ tin dùng, nhận được những phản hồi tích cực từ các mẹ. Với các mẹ quá bận rộn, không có thời gian hay không thuận tiện để làm các phương pháp tự nhiên như trên, cụm bỏ trị dạn da sau sinh phản mở của Mỹ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo bởi những đặc tính nổi trội. Những đặc tính nổi trội của cụm bỏ trị dạn da sau sinh phản mở. Cụm bỏ trị dạn da sau sinh phản mở gồm hai sản phẩm là kem trị dạn da sau sinh của phản mở và lotion dưỡng chất làm săn chắc da sau sinh phản mở. Chỉ cần sử dụng một bộ sản phẩm, các mẹ sẽ không còn lo bị ám ảnh, tự ti bởi những vết dạn da xấu xí. Cụm bỏ trị dạn da sau sinh phản mở với các thành phần hoàn toàn tự nhiên, được kiểm chứng bởi Bộ Y tế Việt Nam, an toàn cho mẹ và bé.
Cồn bỏ trị dạn da sau sinh phản mở chứa các thành phần hữu ích cho da như collagen, elastin, chiết xuất vitamin E và bơ ca cao. Bộ sản phẩm có hương rất dễ chịu, dễ sử dụng, thẩm thấu nhanh vào da và không gây bóng nhờn. Bộ đôi trị dạn da sau sinh hoàn hảo của Mỹ Phản Mở. Kem trị dạn da sau sinh Phản Mở có tác dụng cải thiện 97% độ đàn hồi trên da, cung cấp độ ẩm và cải thiện độ đàn hồi để ngăn ngừa và giảm dần những vết dạn trên da một cách an toàn, đồng thời ngăn ngừa sự hình thành dạn mới. Trọng lượng 125g. Thương hiệu Phản Mở S. Sản xuất tại Mỹ, hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất. Giấy chứng nhận Sở Y tế. Lotion dưỡng chất làm săn chắc da sau sinh Phản Mở với thành phần thiên nhiên và đặc biệt có coenzyme Q10 có tác dụng làm săn chắc làn da sau sinh, giải độc các tế bào, phục hồi các tế bào bị tổn thương, giúp các bạn nhanh chóng lấy lại sự tự tin cùng làn da trẻ trung, đầy sức sống. Quy cách 315ml. Thương hiệu Phản Mở S. Sản xuất tại Mỹ, hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất. Giấy chứng nhận Sở Y tế. Không chỉ giúp trị dạn da sau sinh, với những người mới giảm cân hoặc người tập gym để giúp làn da không còn chảy xệ, sản phẩm cũng giúp các bạn lấy lại sự căng mịn và tươi sáng của làn da. Ai phù hợp sử dụng cồn bỏ trị dạn da Phản Mở? Các mẹ đang mang thai tháng thứ 7 xuất hiện nhiều vết dạn da. Phụ nữ bị dạn da sau khi sinh. Các chị em bị dạn da do tăng cân hoặc giảm cân đột ngột. Các bạn bị dạn da lâu năm dùng rất nhiều cách mà không có hiệu quả thì cồn bỏ là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Hướng dẫn sử dụng cồn bỏ trị dạn da sau sinh Phản Mở hiệu quả. Bước 1, dùng chai Lotion dưỡng chất làm săn chắc da sau sinh Phản Mở trước. Các mẹ thoa một lượng vừa đủ Lotion lên những vùng da cần chăm sóc, vùng bụng, vùng ngực, hông và đùi, và massage nhẹ nhàng từ 5-15 phút. Lotion sẽ thẩm thấu, giúp bôi dưỡng và cấp ẩm cho làn da của chúng ta, giúp xóa mở các vết dạn. Bước 2, dùng kem trị dạn da bơ cả cảo Phản Mở. Các mẹ cũng lấy một lượng vừa đủ rồi thoa kem lên những vùng da bị dạn và massage nhẹ nhàng từ 5-15 phút. Kem thẩm thấu sẽ giúp khép lại chỗ dạn, làm mờ dần vết dạn và phục hồi lại làn da của bạn. Mua cồn bỏ trị dạn da sau sinh Phản Mở ở đâu để đảm bảo chất lượng? Đại lý độc quyền của Phản Mở S tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiêu chí của chúng tôi là chỉ bán hàng thật, chất lượng chính hãng 100% từ thiên nhiên, cam kết luôn mang lại những sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất cho người tiêu dùng. Phản Mở S là mỹ phẩm có nguồn gốc từ Mỹ, được Sở Y tế công nhận tính an toàn và cấp phép cho lưu hành toàn quốc. Liên hệ ngay với chúng tôi bằng cách comment bên dưới hoặc truy cập vào website thuốc đông y cổ truyền.